Mức khí thải ô nhiễm của Trung Quốc hiện còn tệ hơn cả trước đại dịch SARS. Tháng trước, Trung Quốc cuối cùng cũng đã chấm dứt lệnh phong tỏa xã hội vì dịch bệnh coronavirus. Mặc dù chất lượng không khí ở đây được cải thiện đáng kể trong thời gian cách ly, nhưng dữ liệu mới cho thấy điều đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, tình trạng ô nhiễm không khí đang quay trở lại ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Một báo cáo được công bố vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, Center for Research on Energy and Clean Air, một tổ chức độc lập có trách nhiệm theo dõi mức độ ô nhiễm không khí cho thấy ô nhiễm không khí đang gia tăng trên khắp Trung Quốc khi xã hội quốc gia này mở cửa trở lại sau đại dịch. Nhóm trung tâm này đã theo dõi lượng hạt vật chất, các chất khí như nitrogen dioxide, sulfur dioxide và ozone vào giữa tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Khám phá của họ cho thấy sau khi kiểm soát các hình thái thời tiết, tất cả các chất gây ô nhiễm đã vượt quá mức năm ngoái sau khi lệnh phong tỏa xã hội được dỡ bỏ. Kết quả cho thấy tình trạng ô nhiễm phần lớn đến từ các nhà máy nhiệt điện than. Than đá chứa đầy lưu huỳnh, vì vậy khi nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy và giải phóng khí thải, chất lưu huỳnh này tương tác với oxygen trong không khí và tạo ra khí sulfur dioxide. Mức gia tăng sulfur dioxide chỉ ra các nhà máy than là thủ phạm và đó cũng là bằng chứng được củng cố bởi các hạt vật chất và khí nitrogen dioxide ở mức cao nhất khi mật độ sulfur dioxide tăng vọt. Trung Quốc dường như cũng có những đợt gia tăng đột biến khí thải như vậy sau các cuộc khủng hoảng kinh tế, bao gồm cả dịch SARS vào năm 2003 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. Cả hai lần trước, quốc gia này đều ưu tiên các dự án phát triển năng lượng bẩn và chọn đốt than đá để khởi động nền kinh tế. Tuy nhiên, cả hai đợt đột biến ô nhiễm này đều xuất hiện trước cả những nỗ lực mới đây để cải thiện chất lượng không khí của chính phủ Trung Quốc. Chuyện đó bao gồm một cuộc chiến chống lại không khí ô nhiễm mà quốc gia này bắt đầu vào năm 2014 trong một nỗ lực để làm sạch bầu không khí độc hại khét tiếng của họ. Trước đại dịch, Trung Quốc đã thành công khi thực hiện điều đó. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy chỉ riêng 6 trong số các chính sách cải thiện chất lượng không khí đã dẫn đến hơn 400.000 sinh mạng được cứu trong năm 2017. Nhưng bây giờ, Trung Quốc dường như đang trở quay lại vết xe đổ trước đây. Các tác động sức khỏe cộng đồng của tình trạng ô nhiễm này rất là khẩn cấp, đặc biệt là vì cuộc khủng hoảng dịch bệnh coronavirus chưa kết thúc. Trên thực tế, tỉnh Cát Lâm đã bị phong tỏa trở lại sau khi xuất hiện 34 trường hợp nhiễm bệnh mới và một trường hợp tử vong. Nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và tỷ lệ tử vong do COVID-19. Ở Kansas Valley, Louisiana, nơi luôn có mức độ ô nhiễm không khí công nghiệp nguy hiểm, virus đang giết chết người da đen trong cộng đồng ở nơi đang có sự ô nhiễm không khí cao nhất của bang này. Còn ở Trung Quốc, sự gia tăng đột biến ô nhiễm không khí có thể khiến những người tiếp xúc với virus sẽ bị tổn thương hơn rất nhiều lần. Việc giảm đi chất lượng không khí này cũng báo hiệu rằng Trung Quốc có thể không áp dụng cách tiếp cận năng lượng sạch để khôi phục nền kinh tế. Điều đó thật đáng tiếc vì đại dịch này không chỉ là cuộc khủng hoảng duy nhất làm kiệt sức cả thế giới. Biến đổi khí hậu đang tồn tại và nó đã sẵn sàng để tàn phá tất cả mọi thứ. Việc thực thi các chính sách và biện pháp giúp hạn chế khí thải là rất cần thiết, và về mặt lý thuyết, chi phí bỏ ra gắn liền với việc phục hồi sau đại dịch coronavirus có thể mở ra cơ hội để thực hiện chúng.